Bổ gan giải độc mát gan, sản phẩm của Traphaco. Thuốc bổ gan Boganic với nguồn gốc thảo dược, bổ gan, giải độc, mát gan. Dùng Boganic khi chức năng gan kém, uống nhiều bia rượu, gan nóng, dị ứng, táo bón, ăn không tiêu, không dùng khi bị viêm tắc mật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Boganic, bổ gan, giải độc, mát gan, sản phẩm của Traphaco. Vui quá, mà nghĩ chúng anh ơi. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Xuân xuân đã về. Nè, nói ông nghe. Hồi nãy mình qua nhà ông Mão rồi đúng không? Bây giờ còn nhà ông Tuất nè, ông Hợi nè, qua chúc luôn nha. Tới bến luôn. Tết mà anh. Mình không chúc thì thôi. Chúc cũng phải đàng hoàng lịch sự chứ. Chính xác. Gì ai gọi vậy? Có điện thoại. Được thôi, vụ này để tôi quản lý cho. Nha. Con gái tôi nó gọi nè, chắc cái nhà có khách quá. Nghe đi, nghe. Alo. Con gái hả? Ừ ba nè. Cái gì? Về hả? Đâu có được con. Ba còn đi chút mấy chỗ nữa con ơi. Xong việc ba mới về. Thôi nha. Ông quyết định đúng, chính xác. Đi tiếp. Đi anh. Đi. Xuân xuân ơi, xuân đã về. Ngồi ăn cơm đi con. Ba mẹ ăn cơm. Ủa ba, toàn món ba thích sao ba không ăn? Thì hôm nay ba thấy trong người nó sao sao á. Tay chân nó ngứa ngáy khó chịu lắm. Sao là sao ba? Ba bị bệnh hả? Đâu có đâu, ba đâu có bệnh hoạn gì đâu. Tại thấy trong người nó mệt mỏi, ngứa ngáy tùm lum hết à. Con ơi, chắc tại ba con á lười tắm rửa, cho nên nó dơ thì nó ngứa ngáy là chuyện bình thường mà. Mà nói gì kỳ vậy bà? Không phải đâu mẹ, hình như là dấu hiệu bệnh gan trở nặng đó mẹ. Bệnh gan? Dạ. Nè, con nói mẹ mới nhớ đó. Ba con á, đang trong cái thời kỳ mà chữa bệnh viêm gan siêu vi nè. Dạ đúng rồi. Nè, ông đã có cái bệnh như vậy rồi á, mà ông còn nhậu bia rượu hoài. Tới lúc mà bệnh nó nặng lên thì ông trời ổng cũng không có cứu được ông đâu nha. Con nói ba nghe nè, dạo này á, ba cứ đi uống rượu bia, rồi ăn uống thất thường nữa. Con gọi điện cản á, mà có được đâu. Ba cứ như vậy á, mai mốt á, không có thuốc nào chữa được đâu nha ba. Hai mẹ con bà hù dọa tôi hoài à. Trong người tôi đâu có thấy gì đâu. Có gì đâu mà cũng lèm nhèm. Thôi con ơi, con đừng có nói nữa, ba con không có nghe đâu. Kệ ổng đi, tới chừng nào mà bệnh ổng mà bị trở nặng quá đó, mà hết thuốc chữa luôn rồi đó. Tới hôm đó coi có thằng bạn thân nào mà nó lợi nó săn sóc không ha. Hay là tới chừng mà đó đi ra ngoại đó, mà nhậu với Dung với dế ngoại. Bây giờ ba làm sao con? Bây giờ ba nghe lời con nha. Ngày mai á, con sẽ chở ba đi bệnh viện, coi cái bệnh tình nó là sao rồi. Nhưng mà ba phải bỏ bia rượu nha. Con nói cũng phải. Thôi được rồi, ba nghe lời con. Dạ. Thôi ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Mai nhớ chở ba đi nha con. Dạ. Kim Thảo rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Cẩm Nang Sức Khỏe. Thưa quý vị, Tết đến là những cái giây phút mà sum vầy bên người thân, bạn bè. Và đôi lúc thì những người mà bị mắc bệnh gan, virus, xơ gan, thì trong cái những khoảnh khắc mà đón Tết xuân về như vậy thì thường là bị bắt uống hoặc là nể tình thì vài ba chén rượu cũng như là ăn uống không có kiêng khem. Vậy thì người bệnh gan thì phải làm gì để xuân về được khỏe mạnh và trọn niềm vui? Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn về vấn đề viêm gan, ăn Tết sao cho lành. Và chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và trao đổi cùng với tiến sĩ bác sĩ Võ Hồng Minh Công, trưởng khoa nội tiêu hóa đến từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Chào Kim Thảo, chào quý vị xem đài. Dạ, thưa bác sĩ, thì như những chia sẻ các số trước với bác sĩ thì là dịp Tết đến như vậy là hay gọi là có cái số gọi là tăng đột biến bệnh nhân tại bệnh viện, và đặc biệt là các khoa cấp cứu về viêm gan tăng đột biến. Vậy thì bác sĩ có thể nào lý giải nguyên nhân cái tình trạng này cho quý vị hiểu rõ hơn được không ạ? Đối với viêm gan thì đây là một bệnh lý rất là thường gặp Nếu trường hợp mình không điều trị, nếu không cắt được cái nguyên nhân thì từ viêm gan dẫn đến viêm gan mãn, dẫn đến xơ gan và dẫn đến ung thư gan. Do đó mà đối với những người mà bệnh lý gan, do tất cả các nguyên nhân có thể do nguyên nhân do siêu vi, do thuốc, do rượu, thì trong những ngày Tết thì chúng ta phải có một chế độ ăn phù hợp với bệnh lý. Tuy nhiên đối với những cái người mà đã có bệnh lý gan, có nghĩa là cái gan người ta đã yếu rồi, cái vấn đề mà tiết những cái mật, những cái men tiêu hóa để giúp hấp thu dầu mỡ thì cũng đã giảm. Trong những ngày Tết thì mình sử dụng những cái thực phẩm có dầu mỡ rất là nhiều. Do đó đối với những bệnh lý gan thì nó sẽ làm giảm, dẫn đến một cái vấn đề bệnh lý, đó là ăn không tiêu, đầy hơi, trướng bụng, và đôi khi cũng làm cho bệnh nhân rất là khó chịu. Đối với hơn nữa, trong những cái thời gian Tết thì người ta sử dụng bia rượu nhiều, và bia rượu là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng dẫn đến viêm gan. Thì đối với mà mình đã có một bệnh lý gan mãn, gan mình đã yếu rồi, mình uống bia rượu thì dẫn đến một cái viêm gan, dẫn đến một cái tình trạng là vàng da vàng mắt, và dẫn đến một cái bệnh lý là viêm gan cấp, và bệnh nhân phải nhập viện. Dạ, vậy thì Kim Thảo cũng thấy là cái việc mà gọi là để kiểm soát ăn uống và uống bia rượu thì cũng rất là khó khăn, phải không bác sĩ? Vậy thưa bác sĩ, thì bác sĩ có thể nào cho biết là những cái dấu hiệu cảnh báo gan bị tổn thương để người bệnh sớm phát hiện bệnh kịp thời để chữa trị được không ạ? Bệnh lý viêm gan thì nó biểu hiện cái triệu chứng đầu tiên là bệnh nhân ăn uống không ngon miệng, đầy hơi, chướng bụng, người mệt mỏi. Nếu trường hợp cái viêm gan này nặng hơn, nó phù nề trong gan mà tràn ép vô đường mật, nó dẫn đến vàng da vàng mắt. Đối với cái người bệnh nhận biết rất rõ đó là nước tiểu vàng. Sau đó là thấy những người xung quanh mình thấy là mắt mình vàng, da mình vàng, lúc đó đi vào bệnh viện thì mình sẽ xét nghiệm ra, thấy chứng tỏ rằng là trường hợp này bị viêm gan. Và đối với trường hợp viêm gan do rượu mà chúng ta không cắt được cái vấn đề bia rượu, dẫn đến một cái viêm gan mãn do rượu, dẫn đến xơ gan và dẫn đến ung thư gan. Dạ thưa bác sĩ, để có một cái Tết mà cổ truyền khỏe mạnh và ấm áp vui vẻ bên gia đình, vậy thì những người mà đang mắc bệnh gan á, thì nên chú ý những điều gì thưa bác sĩ? Đối với đề phòng, đối với một người đã có bệnh lý gan mãn thì mình biết rằng cái nguyên nhân bia rượu dẫn đến viêm gan mãn thì phải cắt đứt cái bia rượu. Ví dụ như là những cái bia rượu mà mình sử dụng bia là khoảng chừng 300 ml trên ngày. Đối với rượu vang thì 150 ml trên ngày. Đối với rượu mạnh là 50 ml trên ngày. Nếu chúng ta uống như vậy thì rất tốt cho cái vấn đề tiêu hóa, trong đó cả gan luôn, và cho tim mạch. Nếu mình uống vượt qua cái đó thì dẫn đến một bệnh lý là bệnh lý viêm gan. Và thứ hai là đối với viêm gan mãn thì nó sẽ tiết ra những cái mật và những enzyme để hấp thu những cái dầu mỡ thì nó sẽ giảm, do đó mình ăn vô nó sẽ làm cho đầy hơi chướng bụng, do đó mình phải ăn uống một cách điều độ, đó là bớt dầu bớt mỡ, ăn đồ mềm dễ tiêu thì giúp cho cái gan hoạt động rất là tốt, làm cho cái gan mình nó không quá tải, mà không quá tải thì cái nghĩa là cái gan mình sẽ ngày càng hồi phục và nó sẽ tốt hơn. Đối với những bệnh lý mà những người có triệu chứng vừa rồi mình kể thì nên, một là nên đến cơ sở y tế để bác sĩ khám đánh giá mức độ viêm gan như thế nào để mình có một cái chế độ uống thuốc và chế độ ăn hợp lý. Dạ xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ rất là bổ ích dành cho quý vị khán giả. Cảm ơn Kim Thảo, cảm ơn quý vị khán giả đã xem đài. Kính thưa quý vị, đừng để đến khi mà bệnh diễn biến nặng rồi thì chúng ta mới tìm cách chữa trị phòng ngừa. Và ngay từ hôm nay, dù có đang tâm trạng mà rất là háo hức đón Tết đi chăng nữa, thì quý vị cũng đừng quên một cái việc quan trọng, đó chính là bảo vệ lá gan của mình. Và Kim Thảo cũng xin kính chúc quý vị có một cái Tết rất là vui vẻ và ấm áp bên gia đình cùng những người thân. Đến đây thì chương trình cũng đã hết thời lượng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kim Thảo xin chào và hẹn gặp lại. Thuốc Boganic với nguồn gốc thảo dược, Bogan giải độc, mát gan. Dùng Boganic khi chức năng gan kém, uống nhiều bia rượu, gan nóng, dị ứng, táo bón, ăn không tiêu, không dùng khi bị viêm tắc mật. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Boganic, Bogan giải độc, mát gan, sản phẩm của Traphaco.